Bên cạnh thành tựu trong phát triển kinh tế những năm gần đây, chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục dân tộc của các trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũng có chuyển biến tích cực, như đã giảm đáng kể tỷ lệ học sinh bỏ học, học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hàng năm đạt từ 99% đến 100%. Có được kết quả đó nhờ sự quan tâm rất lớn của các cấp ủy chính quyền, của ngành giáo dục trong việc tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho các trường ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhất là ở các trường dân tộc nội trú. Có dịp đến trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú Long Phú, huyện Long Phú trong 3 năm trở lại đây, chắc hẳn mọi người đều phấn khởi với diện mạo khang trang của trường. Từ năm học 2020-2021 đến nay, trường được đầu tư gần 36 tỷ đồng để xây mới, cải tạo trường lớp, cũng như bổ sung trang thiết bị dạy học. Trong đó, năm học 2020-2021 được Ủy ban Nhân dân huyện Long Phú đầu tư 14,9 tỷ để xây dựng 10 phòng nội trú, bếp ăn, nhà ăn, cải tạo lại các hạng mục như khu hành chính, phòng học năm học 2022-2023. Từ nguồn vốn phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trường được Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư 21 tỷ đồng để đầu tư thêm các phòng bộ môn, phòng hỗ trợ học tập và trang thiết bị. Đến nay, các công trình gần như hoàn thành, đem lại niềm vui rất lớn cho thầy cô giáo và học sinh nơi đây. Ở trường thì rất là cảm ơn lãnh đạo Sở Giáo dục, Ủy ban huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, phòng giáo dục. Thì trong giai đoạn 20-25 này đầu tư cho nhà trường thì đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất và các thiết bị giảng dạy để cung cấp đầy đủ. Và trong năm 23-24 này thì xây dựng thêm các công trình này, thì đến năm học 24-25 thì nhà trường sẽ đảm bảo đầy đủ theo tiêu chuẩn trường chuẩn, đặc chuẩn quốc gia, rất là an tâm. Đến năm sau có nghĩa là tất cả các phòng học bộ môn đều có đầy đủ, đáp ứng đủ về công tác giảng dạy cho các em. Trong năm học này, trường có 262 học sinh đang theo học và các em đều học tập và sinh hoạt nội trú tại trường. Mặc dù phải ở xa gia đình trong thời gian học tập, nhưng với sự quan tâm chăm sóc, động viên của các thầy cô giáo cùng với cơ sở vật chất đảm bảo, là điều kiện thuận lợi để học sinh của trường quyết tâm cố gắng trong học tập và rèn luyện. Sau khi được đầu tư xây dựng và nhiều công trình hơn thì em thấy việc tập của em có nhiều trang thiết bị đầy đủ hơn, khu nội trú thoáng mát, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi hơn. Em cảm nhận là em đã có đủ các điều kiện để học tập và em sẽ cố gắng học tập tốt hơn. Thì là em rất là thích đi học, tại vì ở trường học là trường học đầy đủ tiện nghi, dụng cụ, thí nghiệm hay là trong học tập để cho mình dễ tiếp thu trong cái môn học. Còn ở ký túc xá thì cũng đầy đủ tiện nghi cho em sinh hoạt ở trong đó, nên là em rất thích đi học và em sẽ cố gắng học tập tốt hơn để không phụ lòng cái thầy cô. Sóc Trăng hiện có 10 trường phổ thông dân tộc nội trú với trên 100 lớp và trên 3.300 học sinh dùng đồng bào dân tộc theo học. Đặc biệt, các trường lớp đều được tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp sửa chữa xây dựng, từng bước đáp ứng tốt việc dạy và học của giáo viên các em học sinh đồng bào dân tộc. Hiện đã có 5 trên 10 trường đã đạt chuẩn quốc gia. Từ năm 2022, từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có 5 trường được đầu tư cải tạo nâng cấp. Qua đó các trường có điều kiện thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là đảm bảo dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Từ cái việc mà quan tâm đầu tư và hoàn chỉnh các cái công trình đó, thì một thì về cái mặt thuận lợi như là các cái phòng học thì tất nhiên là chỗ giáo viên và thầy cô đều có những cái thuận lợi trong cái quá trình mà mình khai thác các cái nhu cầu cơ sở chất, đặc biệt là phòng học cũng như là các cái phòng bộ môn. Thì cái quan trọng nữa là về cái vấn đề sinh hoạt của nội trú dành cho học sinh, thì học sinh nó ăn ở rồi nó sinh hoạt tất cả mọi thứ đều ở nội trú hết. Do vậy thì đây là một cái điều kiện mà thuận lợi giúp cho học sinh có cái điều kiện tốt trong cái khâu phát triển về cái thể chất của học sinh, cũng như là các cái môn mà liên quan tới về năng khiếu thể dục thể thao hoặc là các năng khiếu về văn nghệ. Đó là những cái điều kiện mà thấy thuận lợi để phục vụ cho nhà trường thực hiện được cái mục tiêu giáo dục theo cái chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục đã quy định. Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, học sinh ở các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũng luôn được đảm bảo về chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số. Điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước cũng như của tỉnh Sóc Trăng đối với lĩnh vực giáo dục dân tộc. qua đó tạo điều kiện cho con em đồng bào được học tập một cách tốt nhất, góp phần tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển của tỉnh cũng như của cả nước.